thật tiếc cho các khán giả hâm mộ khi họ không có cơ hội để vào sân theo dõi và cổ vũ động viên tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Có thể nói là sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra một hình ảnh quả cảm tại SEA Games vừa rồi, thì ấn tượng về các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã để lại một dấu ấn rất đậm nét trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam với những Huỳnh Như và Tuyết Dung sẽ cố gắng để có được bàn thắng. Nếu như chỉ có một bàn thắng trong trận đấu trên sân vận động Cẩm Phả mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi, thì đó cũng đã có thể coi là một thành công đối với đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ngày hôm qua thì đội tuyển Australia đã có 1 giờ đồng hồ để làm quen với điều kiện thi đấu tại sân vận động Cẩm Phả. Sân vận động mới được cải tạo và nâng cấp, và điều kiện thi đấu tại đây là một trong những vấn đề mà huấn luyện viên Milicic đã đề cập trong buổi họp báo diễn ra trước khi trận đấu này được bắt đầu. Trước mắt chúng ta sẽ là những phút thi đấu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng là đội tuyển nữ sẽ có thể thể hiện được tinh thần thi đấu tốt nhất và cố gắng chắt chiu từng cơ hội mà họ có được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Những bàn thắng vào lưới của đội tuyển Australia là điều mà tất cả chúng ta đều đang mong chờ. Cách biệt sau trận đấu lượt đi là quá lớn, có thể nói là như vậy. Cần phải thực tế để nhìn nhận ra rằng là cơ hội dành cho Huỳnh Như cùng với những người đồng đội của cô là không còn nhiều. Chính vì vậy cần đặt ra một mục tiêu thực tế cho trận đấu lượt về này. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Australia là ông Anthony Milicic. Ông Anthony Milicic như đã nói thì vào ngày hôm qua với chỉ 1 giờ đồng hồ làm quen với điều kiện thi đấu của sân Cẩm Phả cũng đã có một chút lo ngại về những gì mà họ sẽ phải đối mặt trên sân khách ở trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Australia trong khuôn khổ lượt về vòng playoff Olympic Tokyo 2020 đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển chủ nhà Việt Nam ra sân trong bộ trang phục màu đỏ, sẽ chấn giữ ông Thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Người vừa phạm lỗi ở tình huống vừa rồi là Huỳnh Như. Đỉnh xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn mang áo số 14 Trần Thị Kim Thanh, cao thủ số 2 Trần Thị Hồng Nhung, số 6 Lương Thị Thu Thương, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 9 Huỳnh Như mang băng đội trưởng, số 11 Thái Thị Thảo, số 15 Phạm Thị Tươi, số 16 Dương Thị Vạn, số 17 Trần Thị Phương Thảo, số 18 Nguyễn Thị Vạn và số 19 là Nguyễn Thị Bích Thủy. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam là ông Mai Đức Chung. Chúng ta sẽ cùng trở lại với trận đấu lượt về của vòng playoff Olympic Tokyo 2020. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Australia. Sự cố mất điện đã khiến cho trận đấu này phải lùi giờ khởi tranh. Và sau khi nó bắt đầu được 1 phút thì một lần nữa thì dàn đèn trên sân vận động Cẩm Phả đã tiếp tục gặp vấn đề. Và bây giờ mới là lúc mà chúng ta có thể quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin được giới thiệu lại đội xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam ở trong trận đấu này. Thủ môn mang áo số 14 Trần Thị Kim Thanh, cao thủ số 2 Trần Thị Hồng Nhung, số 6 Lương Thị Thu Thương, số 7 Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 9 Huỳnh Như mang băng đội trưởng, số 11 Thái Thị Thảo, số 15 Phạm Thị Tươi, số 16 Dương Thị Vạn, số 17 Trần Thị Phương Thảo, số 18 Nguyễn Thị Vạn và số 19 là Nguyễn Thị Bích Thủy. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đó là ông Mai Đức Chung. Hình xuất phát của đội tuyển nữ Australia trong trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ môn mang áo số 1 Lydia Williams, cầu thủ số 2 Ellie Carpenter, số 4 Claire Pockinghorn, số 6 Chloe Logajo, số 7 Stephanie Kelly, số 8 Elise Kellon Knight, số 9 Kelly Ford, số 10 Emily Van Edmond, số 14 Alana Kennedy, số 16 Haley Razzo và số 20 là Samantha Maker mang băng đội trưởng. Vừa rồi là cú sút đầu tiên của cầu thủ nữ Australia về khung thành của đội chủ nhà. Đó là tình huống dứt điểm của Alice Kellonight. Trong trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Australia đã vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 5-0. Đó là một trận đấu đã thể hiện được khá rõ sự chênh lệch giữa đội tuyển vào thời điểm này. Trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay là một mục tiêu để tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đội tuyển nữ Australia.
Trong những phát biểu sau khi kết thúc trận đấu lượt đi, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nói rằng không có gì phải quá thất vọng, bởi đội tuyển nữ Việt Nam trước đó thì thường để thua đội tuyển nữ Australia tới 8 bàn. Nhưng với 5 bàn thua trong trận đấu đi và những bài học kinh nghiệm quý giá thì đó sẽ là những bài học giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam có thể hoàn thiện mình hơn. Người đang có bóng là Klologazo. Trong trận đấu lượt đi thì Michael là người đã lập cú đúp vào lưới của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cầu thủ nữ đang khoác áo câu lạc bộ Chelsea. Cô đã bộc lộ rõ những tuyên bố về sự mệt mỏi khi phải di chuyển từ châu Âu về thi đấu trận đấu lượt đi và ngày hôm nay là trận đấu trên sân vận động Cẩm Phả. Và ngày hôm qua thì đội tuyển nữ Australia đã có 1 giờ đồng hồ để làm quen với sân Cẩm Phả. Và điều kiện thi đấu mặt sân của sân Cẩm Phả lại là thứ mà huấn luyện viên Anthony Milicic, người đang dẫn dắt đội tuyển nữ Australia, có đôi chút phàn nàn. Mặc dù vậy thì với góc nhìn mà chúng ta đang được theo dõi vào thời điểm này thì điều kiện thi đấu trên sân vận động Cẩm Phả có thể nói là được đảm bảo tốt cho trận đấu lượt về này. Pha qua người khá hay là của Calvin Ford, rất nguy hiểm. Chưa có bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Australia và đó là cú sút thứ hai mà họ tạo ra được về khung thành của thủ môn Kim Thanh. Vừa rồi là một bóng mà may mắn đã đứng về phía cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam. Phòng ngự số đông vẫn là cách mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đang đề ra cho đội bóng của mình. Khó có thể có một sự lựa chọn nào khác trước một đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực cũng như là những yếu tố chuyên môn khác. Cơ hội đến với đội tuyển quốc gia Việt Nam có thể sẽ phải chờ đợi từ những tướng phản công, nơi mà những Tuyết Dung và Huỳnh Như là những niềm hy vọng lớn nhất. Một lần nữa phải nhắc lại là thật tiếc là trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay thì đội tuyển nữ Việt Nam không có sự cổ vũ động viên của các khán giả nhà. Đó là một yếu tố bất lợi khá lớn đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thì sau màn trình diễn ở SEA Games vừa rồi với một hình ảnh quả cảm. Đặc biệt là trong trận chung kết thì đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã để lại nhiều tình cảm cho giới hâm mộ và họ rất mong muốn sẽ có cơ hội để cổ vũ cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Pha đi bóng vừa rồi lại là của Calvin Ford, người đã dứt điểm dội cột dọc khung thành của Kim Thanh. Trước khi trận đấu này diễn ra thì đối với giới chuyên môn và cả Liên đoàn bóng đá châu Á thì trên trang chủ đã có những đánh giá lạc quan và đề cao đối với một vài tuyển thủ nữ Việt Nam. Những cái tên được kể ra đó là Tuyết Dung, Hồng Nhung, Huỳnh Như và Vạn Sự. Ngày hôm nay thì Vạn Sự sẽ không thể góp mặt bởi chấn thương. Tỷ lệ kiểm soát bóng trong những phút thi đấu đầu tiên đang thuộc về đội khách, một điều không mới. Ai cũng biết là đội tuyển nữ Australia, đội bóng đã 7 lần tham dự World Cup, là mạnh mẽ như thế nào. Quả tạt. Người vừa thực hiện tình huống tạt bóng đó là Van Esmom. Cự ly trong phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn đang được duy trì tương đối tốt. Phía trên thì huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ cắm một mình Huỳnh Như. Không được, đó là một pha phối hợp không tốt giữa Phạm Vĩ Tươi và thủ môn Kim Thanh. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho đội tuyển nữ Australia. Chiều cao của đội tuyển Australia có thể nói là vượt trội so với đội chủ nhà. Và những tình huống bóng bổng là một trong những giải pháp mà họ luôn hướng tới. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ sự khác biệt này. Tiếng còi đã cất lên. Đã có lỗi việt vị.
Cầu thủ đã băng vào trong tiếng vừa rồi đó là Hailey Russell. Trong trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Australia đã có được 5 bàn thắng vào lưới của cao trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Ngày hôm nay được chơi trên sân nhà nhưng thiếu vắng đi yếu tố cổ vũ của các khán giả thì đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chỉ hướng tới mục tiêu thực tế, đó là có bàn thắng vào lưới Australia. Đó có lẽ là mục tiêu thực tế nhất. Huỳnh Như, pha xử lý khá hay của Huỳnh Như. Người đang di chuyển là Nguyễn Thị Vạn. Đây là phút thứ 10 của hiệp 1. Trận đấu đã phải gián đoạn về thời điểm khởi tranh và ngay cả khi nó đã bắt đầu được 1 phút thì một lần nữa nó phải tạm dừng bởi sự cố về hệ thống chiếu sáng trên sân vận động Cẩm Phả. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã được đảm bảo. Không được. Người vừa thoát xuống đó là Huỳnh Như. Một vài những pha bóng đáng chú ý bằng những đợt triển khai của cầu thủ đỏ được thực hiện trong ít phút thi đấu vừa qua. Và Huỳnh Như luôn là điểm đến của các đường truyền. Có lẽ là việc tìm kiếm chiếc vé tham dự Olympic Tokyo 2020 đã không còn nằm trong tầm tay của huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng với những cầu thủ của ông. Nhưng vẫn có nhiều yếu tố để hướng tới trong tương lai. Và đặc biệt là điều kiện để có sát với những đội bóng mạnh như Australia trong một giải đấu chính thức là thứ mà chúng ta cần phải sát chiêu. Lại là đường chuyền hướng tới pha di chuyển của Huỳnh Như. Phía trên thì Huỳnh Như đang lọt thỏm trước hai trung vệ của đội tuyển Australia. Trong trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Việt Nam đã để lọt lưới bàn thua đầu tiên ở ngay phút thứ 10. Sam Tamaker là người đã ghi bàn thắng giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Anthony Milicic vượt lên. Và nó là tiền đề cho chiến thắng với 5 bàn không gỡ. Ở hiệp đấu đầu tiên diễn ra tại Newcastle thì đội tuyển nữ Việt Nam đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Nếu như ngày hôm nay là một trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam được sự cổ vũ từ các cổ động viên trên khán đài thì đó sẽ là một yếu tố thuận lợi không nhỏ. Đáng tiếc là điều đó không xuất hiện bởi những lo ngại về mặt y tế vào lúc này trên phạm vi toàn thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam đang khiến cho mọi thứ không được diễn ra đúng dự định. Cầu thủ đã phá bóng ở tình huống vừa rồi, đó là Phương Thảo. Dứt điểm! Bóng vừa đi cắt ngang khung thành của Kim Thành. Vẫn là một sự chủ động trong những pha phối hợp của các cầu thủ Australia. Cú đá vừa rồi là của Calvin Ford. Yeah.
Trong những tình huống tranh chấp tay đôi thì với sức mạnh của mình, cầu thủ Australia luôn biết cách để tạo ra được sự thuận lợi. Người vừa bị phạm lỗi đó là Lucaso. Lucaso là một trong những tuyển thủ đã ghi bàn cho Australia ở trận đấu lượt đi. Quả đá phạt chếch về bên phía hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội tuyển Australia. Đứng trước bóng đang là Emily Van Edmond. Không có gì là nguy hiểm. Nhưng quyền kiểm soát thì vẫn đang thuộc về đội áo vàng. Người vừa cắt bóng đó là Tuyết Dung. Van Edmond. Stephanie Cathy. Khá nguy hiểm. Và đó là bàn thắng dành cho đội tuyển Australia. Như vậy là một lần nữa đội tuyển nữ Việt Nam để thua bàn thua đầu tiên trong hiệp 1. Trận đấu lượt đi thì Australia chỉ cần có 10 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Còn vừa rồi thì họ đã có được bàn thắng đầu tiên trên sân Cẩm Phả vào phút thiếu thứ 15. Ta sẽ cùng xem lại quả tạt của Cathy. Phang vào và dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Kim Thanh. Không có nhiều cơ hội cho thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong pha bóng này. Người đã ghi bàn thắng mở tỷ số là cái tên quen thuộc Samantha Maker. Và đó đã là bàn thắng thứ 3 vào lưới của đội tuyển nữ Việt Nam đến từ những pha dứt điểm của cầu thủ này sau hai lượt trận. Để ngăn chặn những pha bóng như vừa rồi thì đội bóng của đội viên Mai Đức Trung cần phải biết cách chơi áp sát nhanh hơn và tránh cho đối phương từ những quả tạt, bởi những đường bóng bổng được coi là điểm yếu đối với hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vừa rồi là bàn thua thứ 6 của đội tuyển quốc gia Việt Nam trước đội tuyển nữ Australia. Tuyết Dung. Cự ly của tuyến tiền vệ với Huỳnh Như là tương đối xa. Những đường chuyền dài vượt tuyến lên phía trên dành cho Huỳnh Như không phải là một giải pháp hay, bởi lúc đó thì Huỳnh Như gặp nhiều khó khăn trong những pha tranh chấp với cầu thủ hậu vệ đối phương có chiều cao tốt hơn hẳn. Sau khi kết thúc trận đấu lượt đi, đội tuyển nữ Australia gần như là đã nắm trong tay chiếc vé đi tiếp. Mặc dù vậy thì có thể thấy là với cách tiếp cận của họ trên sân vận động Cẩm Phả trong trận đấu mà chúng ta đang theo dõi vẫn là một cách thức tiếp cận hoàn toàn chủ động, chơi tấn công ngay trên sân khách và có khả năng pressing, khiến cho những đợt lên bóng của đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam hiếm khi đưa được trái bóng lên quá nửa sân. Cú đá của Van Edmond, dùng bờ bóng hơi sâu. Thực tế là đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam không có gì phải quá vội vàng và nên giữ cho mình một cái đầu lạnh trong cuối đầu ngày hôm nay, bởi với một mục tiêu cụ thể là tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đội tuyển Australia. Đó mới là
mục tiêu tiên quyết để lội ngược dòng trước đối thủ là một khả năng rất nhỏ. Sau khi để thua trước thì mọi thứ cần phải được ổn định lại. Người vừa bị phạm lỗi đó là Samantha Maker, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu ngày hôm nay. Có 4 mục tiêu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đặt ra cho đội bóng của mình ở cuối đầu này. Đó là sẽ không nhận một chiếc thẻ phạt nào, không gặp một chấn thương nào thêm, để thủng lưới ít và có bàn thắng. Đá với Australia thì mục tiêu phòng ngự đương nhiên là mục tiêu được đặt lên cao nhất. Trong khoảng 20 phút thi đấu vừa qua thì bóng chủ yếu lăn bên phía phần sân của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Calin Ford. Mặc dù chúng ta chưa có được một thế trận sáng nước, nhưng có thể thấy là từ băng ghế huấn luyện vẫn có những lời động viên dành cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Họ đang phải đối mặt với một đội bóng vượt trội về mọi thứ. Tinh thần là thứ không thể mất. Đó là điều mà họ cần phải thể hiện được trong cuối đầu ngày hôm nay. Một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã bị đau sau tiếng va chạm. Người bị đau là Dương Thị Vạn. Trước thêm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Australia ở hai lượt trận playoff, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những trận đấu đá tập. Họ để thua U15 của VPF với tỷ số 0-3. Và trong trận đấu với lứa cựu tuyển thủ U23 của năm 2003 thì ông đã để thua với tỷ số 1-4. Tuyết Dung. Pha trả bóng không thành công của Tuyết Dung. Cơ hội đối mặt nhưng đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị thuộc về Emily Van Edmond. Đã có 3 tình huống mà các cầu thủ Australia rơi vào bẫy việt vị của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một trận đấu mà cho tới thời điểm này thì hàng phòng ngự của đội tuyển Australia chưa phải đối mặt với bất kỳ một nguy cơ nào. Họ dồn số lượng cầu thủ khá đông đảo ở mặt trận tấn công và đã có bàn thắng dẫn trước.
Ngày hôm qua đã diễn ra buổi họp báo trước trận đấu và với những tuyên bố của hai huấn luyện viên cũng như là các cầu thủ thì có thể thấy là sự chênh lệch là điều mà họ đã nhận thức được rõ ràng. Ở trận đấu lượt đi thì đội tuyển Australia cầm bóng 70%. Họ có được 24 tình huống dứt điểm về khung thành của thủ môn Kim Thanh. Số lượng những tình huống dứt điểm của đội tuyển quốc gia Việt Nam là 6 tình huống dứt điểm. Lợi lớn nhất đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam đó là khả năng tranh chấp. Đá với một đối thủ có thể hình vượt trội thì trong những pha tranh chấp vẫn chưa có một giải pháp để có thể giải quyết được tình huống. Việt Nam đã 8 lần gặp đội tuyển Australia trong những năm vừa qua và chúng ta chưa có một trận hòa nào và cũng chưa có một bàn thắng nào. Chính vì vậy mục tiêu tìm kiếm bàn thắng trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay là điều mà huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng với các cầu thủ của ông hướng tới. Đó là một trong 4 mục tiêu lớn nhất mà huấn luyện viên này đã tuyên bố trong buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua. Trong trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã một lần dứt điểm dội sang ngang khung thành đối phương, thiếu đi một chút may mắn để có được bàn thắng đầu tiên vào lưới của đối thủ này. Quỳnh Như một lần nữa thì pha phối hợp đã bị chặn đứng trước khi mà nó tới được khu vực giữa sân. Lucaso phải đối mặt với nhiệm vụ vất vả nhất đương nhiên là tuyến phòng ngự. Không hề có lỗi việt vị, đối mặt. Và đó đã là tình huống ghi bàn thứ hai của cầu thủ Australia. Rất đơn giản, một trong những bàn thắng đơn giản nhất trong sự nghiệp của Hayley Russell. Australia đã có bàn thắng thứ 7 vào lưới của đội tuyển Việt Nam sau hai lượt trận playoff. Khó có thể trách các tuyển thủ nữ Việt Nam, họ đang phải đối mặt với một đối thủ trên tầm. Đây là pha bóng không hề có lỗi việt vị. Eraso quá đơn giản để đưa bóng vào lưới của thủ môn Kim Thanh, bởi những công việc khó nhất đã được Samantha Maker thực hiện. Những góc quay cho chúng ta được chứng kiến lại bàn thắng của đội tuyển Australia. Và đó là lần thứ hai huấn luyện viên Ante Milicic được ăn mừng ở trong trận đấu này. Nhịp độ thi đấu của Australia vẫn đang được duy trì tốt. Charlin Ford. Tổng tỷ số sau hai lượt trận đang là 7-0 nhưng về đội tuyển Australia. Bóng không tới được vị trí của Huỳnh Như.
Pha triển khai tương đối hay. Nguyễn Thị Bích Thủy. Đường chuyền của Bích Thủy không tới được vị trí của Thái Thị Thảo. Phút thứ 30 của hiệp 1. Tỷ số của trận đấu trên sân Cẩm Phả đang là 2-0. Trong trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Việt Nam đã phải đón nhận 3 bàn thua ở hiệp đấu đầu tiên. Cầu thủ đã phạm lỗi đó là Logasso. Như đã nói thì Logasso cũng là một trong những cái tên đã ghi bàn cho Australia ở trận đấu lượt đi. Sử dụng những đường bóng bổng sẽ khiến cho Huỳnh Như hay là Tuyết Dung quá khó ở những pha tranh chấp. Bóng vẫn trong cuộc. Thời gian bù giờ hiệp một là 16 phút. Thủ môn Kim Thành đã băng ra xa khỏi khung thành. Đội tuyển nữ Australia đang phản ứng vì họ cho rằng xứng đáng là một quả đá phạt cho đội khách. Trên sân thì một máu áo vàng đang bị đau. Vừa rồi là thông báo từ vị trí trọng tài thứ tư. Trận đấu có 16 phút bù giờ dành cho hiệp đấu đầu tiên. Khi mà sự cố diễn ra thì đồng hồ trên sân vẫn chạy, và 16 là con số phút bù giờ dành cho hiệp đấu này. Một sự cố hy hữu trên sân động Cẩm Phả. Và rất may là sau lần thứ 3 khởi động lại thì dàn đèn trên sân đã có thể đảm bảo cho điều kiện tổ chức thi đấu. Tập trung đi.
Đánh đầu. Bóng vẫn đang lộn xộn trong khu 16-50, chân trái. Pha dứt điểm là của Califord. Hết sức vất vả cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Và như vậy là sẽ có một quả đá phạt 11m. Cơ hội để cho Australia có bàn thắng thứ 3. Nếu như không thể ngăn chặn được quả đá phạt 11m này thì thủ môn Kim Thành sẽ khiến cho đội nhà phải đón nhận bàn thua thứ 3 trong hiệp 1. Điều tương tự đã xảy ra ở trận đấu lượt đi. Chúng ta vừa được xem lại pha phạm lỗi của Phạm Thị Tươi. Không vào! Và thủ môn Kim Thành đã chơi xuất sắc. Vừa rồi thì Logazzo chưa thể lặp lại thành tích của cá nhân cô ở trận đấu lượt đi khi ghi bàn vào lưới của thủ môn Kim Thành. Thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một tình huống phản xạ tốt, phán đoán tốt. Sân cầm phả cho tới thời này vẫn đang chỉ có tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội khách. Tiếng đá bồi tiếp theo của Elise Kelonite cũng là không tốt. Một trong những mục tiêu được đề ra với đội tuyển quốc gia Việt Nam là hạn chế số bàn thua ở trong cuộc đấu này. Và vừa rồi là một pha phản xạ xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Nhưng cô sẽ phải đối mặt với một thách thức nữa. Không được. Người vừa thoát xuống nhưng không thể dứt điểm thành công, đó là Samantha Maker. Hai bàn thắng của đội tuyển Australia cho tới thời điểm này thuộc về Samantha Maker và Russell. Ở những phút vừa qua thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thoát khỏi một bàn thua sau phản xạ xuất sắc của Môn Kim Thành. Cô đã chặn đứng quả đá phạt 11m của Logazzo. Cầu thủ cũng đã ghi bàn thắng ở hiệp 1 trận đấu lượt đi. Đường chuyển qua lại của đội tuyển Australia. Họ dẫn trước 2-0. Tổng tỷ số sau hai lượt trận vòng này là 7-0.
Huấn luyện viên Ante Milicic muốn đội bóng của mình hoàn thiện hơn các phương án tấn công để chuẩn bị cho những lượt trận tiếp theo. Tuyết Dung, Quỳnh Như, đồng đội đã không di chuyển. Australia đã chơi tấn công ảo ạt ngay từ những phút đầu tiên. Lối chơi của họ được triển khai một cách tương đối đa dạng. Những đợt tấn công biên để hướng tới những pha bóng bổng vẫn được ưu tiên, nhưng không thiếu đi những cú đánh ở khu vực trung lộ, nơi họ có Kathleen Ford cùng với Emily Van Edmond có khả năng hoạt động, có thể nói là tương đối xông xáo, có thể thể hiện được những kỹ năng cá nhân. Không được, bóng đã đi vào sàng ngang. Lại là một tình huống bóng bổng mà các cầu thủ áo vàng có được sự vượt trội trong những tình huống tranh chấp. Hàng vào và dứt điểm vừa rồi thuộc về Claire Pockinghorn. Quỳnh Như, bóng được chuyển sang vị trí của Nguyễn Thị Vận, khá hay, đã có lỗi việt vị rồi. Lỗi vị có lẽ thuộc về tiền vệ Bích Thùy. Kalinfort. Sự kết hợp giữa Kalinfort, Logazzo và Emily Van Edmond nó đảm bảo cho những cú đánh từ tuyến 2 dành cho đội tuyển Australia. Cả ba tiền vệ này đều có khả năng tung ra những cú đá ở khoảng cách 20m với uy lực tốt. Đây đang là những phút thi đấu bù giờ. Như đã nói thì khi mà sân Cẩm Phả bị mất điện, đồng hồ tính giờ vẫn đang được tiếp tục và hiệp 1 được báo là sẽ bù giờ 16 phút. Quyền ném biên sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Không có ai hỗ trợ cho Bích Thùy. Ngồi lên đi, ngồi lên kìa. Đánh đánh nó ra. Đánh đánh nó ra.
đây sau gần như đánh ra. Cần có thêm sự tự tin trong những pha xử lý bóng của đội tuyển Việt Nam. Hàng phòng ngự đã có một vài tình huống mà các trung vệ thực sự bối rối. Người đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này đó là Phương Thảo. Đó là một tình huống phạm lỗi ở khu vực giữa sân với Samantha Maker. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, trận đấu lượt về vòng playoff tranh vé tham dự Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc trên sân vận động Cẩm Phả. Sau khi kết thúc hiệp 1 thì tỷ số là 2-0, nhưng về phía đội tuyển Australia, người ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Australia là Samantha Maker, người đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Sau hai lượt trận, vẫn là một thế trận không có nhiều sự chuyển biến so với trận đấu lượt đi. Tuy nhiên thì ở trong trận đấu lượt về này, trong hiệp 1 đội tuyển Việt Nam chỉ phải đón nhận 2 bàn thua. Ở trận đấu lượt đi thì ở hiệp đấu đầu tiên chúng ta đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Và có lẽ là một trong những mục tiêu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đề ra trước khi trận đấu này được khởi tranh, phần nào đó đã trở thành hiện thực. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những sự thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân vận động Cẩm Phả để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Australia. Trận đấu trong khuôn khổ lượt về vòng playoff tham dự Olympic Tokyo 2020. Và lúc này thì đội tuyển nữ Australia đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Như vậy là nếu so với trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Việt Nam đã hạn chế được ít hơn một bàn thua. Đội tuyển nữ Australia sẽ thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 2 Elena Bakken vào sân. Cầu thủ số 5 Karen Bakken vào sân. Như vậy là sau khi kết thúc giờ nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên Milicic đã có sự thay đổi. Karen Bakken được sử dụng và cầu thủ được rút ra khỏi sân đó là Ellie Carpenter. Trong hiệp 2 của trận đấu này thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chấn giữ khung thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Tổng tỷ số sau hai lượt trận vào lúc này đang là 7-0 nhưng về đội tuyển Australia, và huấn luyện viên Milicic đã có sự điều chỉnh đầu tiên về mặt nhân sự. Trong hiệp 1 thì vẫn là một thế trận tương tự với những gì đã được xảy ra ở trận đấu lượt đi. Với ưu thế hoàn toàn của mình thì Australia không khó để kiểm soát được thế trận, tấn công, áp đặt và có được hai bàn thắng. Và dù vậy thì ở trong hiệp 1, các cầu thủ Việt Nam mặc dù không để lại bất kỳ một dấu ấn nào ở mặt trận tấn công, nhưng ở hàng phòng ngự thì thủ môn Kim Thanh cũng đã tỏa sáng và cứu cho đội tuyển nữ Việt Nam thoát khỏi bàn thua thứ 3. Cô đã ngăn chặn được quả đá phạt 11m của Logazzo, người đã một lần ghi bàn vào lưới của Kim Thanh ở trận đấu lượt đi.
Minh Thủy, Huỳnh Như, quá người, không được. Huỳnh Như đang khá lẻ loi với những gì mà đội tuyển Việt Nam. Cơ hội dành cho Samantha Maker. Sẽ có phạt góc lần thứ hai trong trận đấu này, cột dọc giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi bàn thua. Không vào. Đó là pha đánh đầu ở cự ly gần của Claire Pockinghorn. Hai cầu thủ áo vàng đã băng vào và họ có chiều cao vượt trội so với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Kim Thanh một lần nữa đã phải trổ tài. Bóng đã được phá ra khỏi khu vực 16m50. Logazzo. Logazzo chính là cái tên đã bỏ lỡ quả đá phạt 11m trong hiệp 1 của đội tuyển Australia. Quả người và đưa bóng vào tầm dứt điểm. Đó là pha xử lý của Calin Ford. Trong những năm vừa qua thì đội tuyển Việt Nam đã 8 lần gặp Australia và chúng ta toàn thua, chưa có được một bàn thắng nào. Mục tiêu tìm kiếm bàn thắng trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay là mục tiêu chỉ một lần làm được thôi cũng sẽ giúp cho các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam cảm thấy vui mừng. Sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho đội tuyển Australia. Giữ bóng đi, nhắc sao, nhắc sao đi. Cú đá với góc sút rộng về khung thành của thủ môn Kim Thanh. Người chấp điện quả đá phạt này đó là Alana Kennedy. Hết sức tập trung, thể nhận rõ được điều này trên gương mặt của Kennedy. Rất nguy hiểm. Và một lần nữa thì thủ môn Kim Thanh đã phản xạ kịp thời. Hai bàn thua 10-10 với đội tuyển Việt Nam. Từ quả đá phạt 11m của Logazzo và vừa rồi là cú đá của Kennedy. Tất cả đã bị chặn lại bởi phản xạ của thủ môn Kim Thanh. Pha dứt điểm trúng đích thứ 5 của Australia trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là Huỳnh Như. Các cầu thủ Australia áp sát rất nhanh. Vẫn còn Hali Raso. Raso là người đã nâng tỷ số lên 2-0 ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Kennedy. Bóng vượt qua hàng rào. Và đó là một tình huống mà thủ môn Kim Thanh phải đầu người hết cỡ mới có thể ngăn chặn được bàn thua. Quyền ném biên sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam.
sâu đáy biên đi, kiếm quả phạt góc đi. Đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung quá vất vả với một đối thủ như thế này, khỏe hơn về mọi mặt. Nguyễn Thị Vạn không có ai hỗ trợ và bắt buộc phải sử dụng một nỗ lực cá nhân. Bóng vẫn lăn chủ yếu bên phía phần sân của đội tuyển Việt Nam. Chưa có một cú sút nào được thực hiện bởi đội bóng do huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt. Ở trận đấu gặp đội tuyển Australia, trận đấu lượt đi tại Newcastle thì đội tuyển Việt Nam có 6 cú sút về khung thành. Thêm một cơ hội nữa. Lần này thì bóng đi vọt sang ngang khung thành của Kim Thành. Đó là pha xử lý của Emily Van Edmond. Mặc dù đang dẫn trước 2-0 nhưng khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút Australia là điều chưa thể khiến cho huấn luyện viên Milicic có thể cảm thấy hài lòng hơn. Thủ môn Kim Thanh đã như thường lệ so với trận đấu lượt đi đang có một ngày thi đấu vất vả. Bích Thùy. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi đã được khởi tranh chậm hơn so với dự kiến bởi sự cố dàn đèn trên sân vận động Cẩm Phả. Sân vận động mới được cải tạo và nâng cấp. Sau 3 lần khởi động lại thì cuối cùng điều kiện thi đấu cũng đã có thể được đảm bảo. Ngày nay thì đội tuyển Việt Nam không có sự cổ vũ từ các cổ động viên. Đó là một bất lợi không nhỏ, bởi yếu tố tinh thần là yếu tố được yêu cầu phải duy trì và được đẩy lên cao nhất trong cuộc đấu với Australia. Đây là một đối thủ quá mạnh so với chúng ta. Đó là pha chuyền bóng của Logazzo. Australia đang chơi nửa sân. Họ hầu như không phải lo lắng gì về mặt trận phòng ngự. Cho tới thời điểm này thì huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa có sự thay đổi nào về mặt nhân sự. Sai lầm, người đã bắt lên là Huỳnh Như. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta đang chờ đợi từ đội tuyển nữ Việt Nam ở trong trận đấu này. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và người ghi bàn là một cái tên quen thuộc, đội trưởng Huỳnh Như. Tình huống cài người ở khu vực giữa sân là không được tốt, nhưng sau đó là pha bóng tận dụng quá hay sai lầm của hậu vệ đối phương. Huỳnh Như đã quan sát tốt và có một cú lốp bóng ở cự ly phải hơn 30m, đánh bại thủ môn của Australia. Mục tiêu có bàn thắng vào lưới của Australia đã được thực hiện thành công. Hãy cùng xem lại tình huống này. Tình huống dứt điểm một chạm, cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương cực kỳ chuẩn xác. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và nó mang lại nụ cười cho ban luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam và tất cả các khán giả hâm mộ đang chờ đợi vào bàn thắng này. Lật ngược tình thế trước Australia với cái biệt 5 bàn thua sau trận đấu lượt đi là điều gần như không thể. Nhưng mục tiêu để tìm kiếm bàn thắng cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Đó là cú sút duy nhất, cú sút đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới thời điểm này của đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 55. Thành công.
Tổng tỷ số sau hai lượt trận cho tới thời điểm này là 7-1 nghiêng về đội tuyển Australia. Hơi vội vàng. Rõ ràng là các cầu thủ Việt Nam cần phải bình tĩnh hơn. Một pha bóng mà sau khi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn có thể là một tình huống triển khai. Thay vào đó thì hậu vệ đội tuyển Việt Nam lại vội vàng phá bóng rất mạnh lên phía trên. Nguyễn Thị Vạn, Huỳnh Như, không thành công. Pha xử lý vừa rồi là của Thái Thị Thảo. Nguyễn Thị Vạn, trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Bích Thùy, đây là Thái Thị Thảo. Tuyết Dung, Huỳnh Như phối hợp không thành công với đồng đội. Và Australia có đợt phản công. Cánh phải đó là Calinford. Thái Thị Thành đã có một tình huống chọn vị trí tốt. Trần Thị Kim Thành, người đã từ chối một quả đá phạt 11m của Logazo, đã có hai tình huống phản xạ khá hay ở trong hiệp 2 này. Vừa rồi đã có một tình huống ra vào hợp lý. Emily Van Edmond. Với những nỗ lực của mình thì đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được nhận lời ngợi khen. Họ đang thi đấu với tất cả những gì mình có trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt. Trên sân thì đã có một tiếng va chạm không bóng và Huỳnh Như là người đang bị đau. Chỉ một sai lầm nhỏ của đối phương cũng là đủ để cho Huỳnh Như trừng phạt Australia với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong trận đấu lượt về. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha bóng đã dẫn tới bàn thắng của Huỳnh Như. Một tình huống trả bóng về không tốt của vệ mang áo số 14 Alana Kennedy. Như vậy là trong hiệp 2, Alana Kennedy không đánh bại được thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Và sau đó thì mắc sai lầm để Huỳnh Như mang về bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Tuyết Dung, vẫn đang là Tuyết Dung. Sau khi thiếu may mắn ở trận đấu lượt đi với một tình huống dứt điểm chạm xà ngang thì ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam đã có được bàn thắng. Và một bàn thắng đang giúp cho tinh thần thi đấu của chúng ta trở nên tốt hơn. Bích Thùy. Bóng được chuyển trực diện lên phía trên hướng tới vị trí của Huỳnh Như. Trong hiệp 2 này thì Australia chưa có một bàn thắng nào vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Những đợt tấn công của họ, những cú sút, những tình huống dứt điểm cuối cùng đều bị chặn lại bởi sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Có 4 mục tiêu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đề ra cho đội bóng của mình: hạn chế bàn thua, có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay,
không chấn thương và không thẻ phạt. Tỷ số này là tỷ số có thể đảm bảo được đầy đủ 4 mục tiêu đó. Vẫn còn nửa giờ đồng hồ thi đấu ở phía trước. Thể lực luôn là một trong những điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam ở những phút cuối trận. Để duy trì được một kết quả trọn vẹn, một kết quả thua với cách biệt không quá lớn, thì chúng ta vẫn phải duy trì sự tập trung tốt nhất. Bích Thủy. Trong khoảng 10 phút thi đấu vừa qua, màn trình diễn của đội tuyển Australia khó có thể làm hài lòng huấn luyện viên Milicic. Ông đã có những cái lắc đầu ngán ngẩm khi hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ ở trong hiệp đấu này. Và hơn thế nữa thì ở hàng phòng ngự, sai lầm của Kennedy đã khiến cho Australia phải đón nhận bàn thua đầu tiên sau hai lượt trận với đội tuyển Việt Nam. Và cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam ghi bàn được vào lưới của đội tuyển nữ Australia trong những lần đối đầu giữa hai đội bóng này. Logazo. Trong hiệp 2 này thì khu vực trung lộ đang được đảm bảo với hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là Hoàng Thị Loan sẽ được huấn luyện viên Mai Đức Chung đưa vào sân. Đó là sự thay đổi người đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Cố lên chị ơi là điều mà quý vị bạn đã gửi gắm với Hoàng Thị Loan trước khi rời sân. Có thể nói là các tuyển thủ nữ đang phải chơi cực kỳ nỗ lực, cực kỳ cố gắng trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 18 Nguyễn Thị Vạn rời sân. Cầu thủ số 4 Hoàng Thị Loan vào sân. Hiệp 2 đã trôi qua được 20 phút. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có bàn thắng ở trong hiệp này. Huỳnh Như rất hay. Chúng ta đang có được số lượng cầu thủ tấn công tốt cho pha bóng này. Bích Thủy thêm một tiếng dứt điểm nữa. Không được. Đó là pha dứt điểm của Thái Thị Thảo. Khá đáng tiếc. Bốn cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam và pha gây áp lực của Bích Thủy đủ để tạo ra một khoảng trống nhỏ nhoi. Thái Thảo đã quyết định dứt điểm ngay.
Đúng là trong hiệp 2, mọi thứ đang dần tốt hơn với đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng của Huỳnh Như có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp cho cầu thủ Việt Nam tự tin hơn. Một lần nữa thì thủ môn Kim Thành có một pha bóng chọn vị trí hay. Nhưng đáng tiếc sau đó thì Thái Thị Thảo lại có một pha chuyển bóng hơi vội vàng và thiếu hợp lý. Một cú mở bóng sang bên phía hành lang cánh trái sẽ là đơn giản hơn. Đó không phải là một cú sút mà là tình huống kiến tạo của Logazzo. Bích Thủy, người đa băng xuống đó là Hoàng Thị Loan. Quả ném biên dành cho đội tuyển Australia. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Thủ môn Kim Thành đã lựa chọn giải pháp an toàn. Đây là phút thứ 70, đội tuyển Australia đang dẫn trước với tỷ số 2-1 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới đối thủ này ở hai lượt trận. Bàn thắng thuộc về đội trưởng Huỳnh Như. Pha bóng mà đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đã tận dụng tốt sai lầm chuyền bóng về hơi hợt của hậu vệ đối phương và ghi bàn. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Lương Thị Thu Thương, là cái tên nổi bật nhất trong những phút thi đấu vừa qua của hiệp 2. Cô ngăn chặn toàn bộ những đường chuyền kiến tạo cuối cùng của đối phương. Bóng vừa chạm vào Trần Thị Phương Thảo. Thank you.
Allen Ford. Nếu như trong hiệp 1, các cầu thủ Australia tập trung phối hợp với nhau nhiều hơn, thì trong hiệp 2, mỗi khi trái bóng được đẩy ra biên, thì các cầu thủ của huấn luyện viên Milicic lại chủ yếu sử dụng những tình huống đột phá. Nếu như vậy thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn. Vẫn còn rất nguy hiểm. Và đó lại là một tình huống nữa mà chúng ta phải dành tặng lời khen cho thủ môn Kim Thành. Ít nhất là nếu như không có những tình huống phản xạ của Kim Thành thì chúng ta đã phải đón nhận từ 3 bàn thua trở lên nữa. Một quả đá phạt 10m của Logazzo, quả đá phạt của Kennedy và vừa rồi là pha dứt điểm này. Đó là cú sút của Califord. Tình huống đã được giải quyết. Huỳnh Như là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Còn Kim Thành đang là cái tên chơi hay nhất trên sân Cẩm Phả ngày hôm nay trong đội hình của đội bóng áo đỏ. Tuyệt Dung. Huỳnh Như phối hợp nhỏ. Vẫn đang là Huỳnh Như. Bóng đã không tới được vị trí của Bích Thùy. Các pha bóng dứt điểm của đội tuyển Australia trong hiệp 2 này đều không có được độ chuẩn xác cao. Người đang có bóng là cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2, Ross Barken. Califord. Đây là phút thứ 75. Kennedy. Tổng tỷ số sau hai lượt trận cho tới thềm này là 7-1. Nhưng về đội tuyển Australia, nhưng có thể nói là trong số 4 hiệp đấu mà chúng ta trải qua với Australia thì đây là hiệp đấu thất vọng nhất của đội bóng do huấn luyện viên Milicic dẫn dắt. Bế tắc trong tấn công và mắc sai lầm trong phòng ngự dẫn tới bàn thua đến từ pha dứt điểm của Huỳnh Như. Thank you.
Về khả năng phân phối sức và đảm bảo được nền tảng thể lực cho những phút cuối thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam đang thể hiện điều này tốt hơn. Rất nguy hiểm. Sút bóng không vào. Vẫn đang là cầu thủ Australia, Logazzo. Đây là cú dứt điểm thứ hai của Logazzo. Và một lần nữa thì trái bóng không thể vượt qua được tầm kiểm soát của thủ môn Kim Thanh. Đúng là Kim Thanh ngày hôm nay đang có một ngày thi đấu hay. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã lọt lưới hai bàn thua trong trận đấu này, nhưng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn đội tuyển quốc gia Việt Nam thì chúng ta đã phải đón nhận thêm nhiều bàn thua nữa, trong đó đặc biệt là quả đá phạt 11m của Logazzo trong hiệp 1. Không có gì là nguy hiểm. Có rất đông các hậu vệ của đội bóng áo đỏ ở trong khu 16m50. Hoàng Thị Loan đã theo kèm tốt với đối phương. Sự thay đổi người thứ hai của huấn luyện viên Milicic, đó sẽ là một tiền đạo. Kia Simon sẽ là tuyển thủ nữ được sử dụng. Rõ ràng hiệp đấu thứ hai là một hiệp đấu mà các cầu thủ tấn công của Australia đã chơi không tốt. Họ quá chú trọng vào những pha xử lý đột phá cá nhân mà không có được những tình huống phối hợp 1-2 để tạo ra khoảng trống giống như ở hiệp đấu đầu tiên, hiệu quả hơn. Substitution for Australia. Player number 16, Harry Russell, replaced by player number 17. Harry Russell, người đã ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu này, rời sân để nhường chỗ cho Kia Simon. Kia Simon, những cú chạm bóng đầu tiên. Đó lại là một pha phối hợp không ăn ý nữa của cầu thủ tấn công. Australia liệu có cải thiện được điều này trong 10 phút cuối hay không? Với người mộ bóng đá Việt Nam, kết quả của trận đấu lượt về đang là những gì mà họ có thể cảm thấy hài lòng. Chúng ta có bàn thắng vào lưới đối phương và mục tiêu hạn chế bàn thua cho tới thềm này cũng được thực hiện tốt. Chỉ có 2 lần thủ môn Kim Thanh phải vào lưới nhặt bóng. Và đây là một ngày thi đấu thực sự xuất sắc của thủ môn đội tuyển Việt Nam. Sẽ có một quả đá phạt góc. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi người thứ hai. Tuyết Ngân sẽ được đưa vào sân. Người dưới sân là Dương Thị Vạn.
Substitution for Vietnam. Player number 16, Dương Thị Vân, replaced by player number 10, Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Cầu thủ số 16, Dương Thị Tuyết Ngân rời sân. Cầu thủ số 10, Nguyễn Thị Tuyết Ngân vào sân. Pha xử lý của Hoàng Thị Loan. Khả năng áp sát và bọc lót cho nhau giúp cho những nguy cơ hướng về khung thành của thủ môn Kim Thanh được giảm thiểu trong hiệp đấu này. Người đang bị đau đó là Trần Thị Phương Thảo và đã có một chiếc thẻ vàng dành cho Kathleen Ford. Huấn luyện viên Milicic sẽ có sự thay đổi người thứ ba. Tameka Yalop sẽ vào sân để thay cho Logazo. Logazo đã không làm lại được điều tương tự giống ở trận đấu lượt đi, đó là ghi bàn vào lưới của thủ môn Kim Thanh. Đội tuyển Australia xuất hiện cầu thủ số 6 Logazo rời sân, cầu thủ số 3 Tamakayo vào sân. Hoàng Thị Loan. Không thể có một pha dứt điểm từ xa mặc dù ban huấn luyện đã động viên để Tuyết Dung tung ra cú đá. Huỳnh Dư đường chuyền, đây là Tuyết Dung không vào. Tuyết Dung thoát xuống một cách thông minh, nhưng pha tiếp bóng đầu tiên đã đẩy trái bóng đi hơi dài. Thêm một còi nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Bóng nảy lên và nằm hơi ngoài sự phán đoán của Tuyết Dung. Khi đó thì thủ môn của đội tuyển Australia là Lydia Williams đã băng ra kịp thời. Tuyết Dung xuống bóng rất nguy hiểm. Hai còi liên tiếp dành cho số 7 của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt góc và sau đó là cơ hội dành cho Tuyết Dung với một cú đá ở sát vạch 16m50. Cú đá cận chân. Khá đáng tiếc cho cơ hội vừa rồi.
Một chút nữa thôi là đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai. Bích Thùy dự định dứt điểm ngay. Không đủ lực và khoảng cách quá xa. Đó cũng là tình huống mà thủ môn của Australia đã lùi về nhanh. Một pha bóng mà trọng tài người Myanmar Thin đã không cho rằng đó phải là một quả 11m cho đội tuyển Việt Nam. Đây là những phút cuối rồi. Vậy là Bích Thùy sẽ khó có sức khỏe để thực hiện một tiếng bứt tốc. Nhưng cô vẫn nỗ lực để giành lại quyền kiểm soát và mang về một quả ném biên cho đội tuyển Việt Nam. Hoàng Thị Loan. Đây là một hiệp đấu mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chia cắt tốt với cầu thủ đối phương, không để cho đội bóng của Vi Milicic thoải mái phối hợp nữa. Sự bọc lót từ tuyến 2 dành cho hàng phòng ngự cũng đã được thực hiện một cách hiệu quả. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Hoàng Thị Loan. Có thể khẳng định chắc chắn là mục tiêu việc hạn chế bàn thua, không chấn thương và có bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay đã được hoàn thành với đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là một trận đấu mà chúng ta chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng ở trong hiệp 1. Rose Bakken. Huỳnh Như. Đội tuyển Việt Nam phản công. Huỳnh Như, 3 phút đá bù giờ. Tiếng chuyền của Tuyết Ngân. Đã có lỗi việt vị của Huỳnh Như. Thời gian bù giờ của trận đấu là 3 phút. Sự thay đổi người thứ 3 của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Hải Yến sẽ vào sân để thay thế cho Bích Thùy. Đội tuyển Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 19 Nguyễn Thị Bích Thùy rời sân. Cầu thủ số 12 Phạm Hải Yến vào sân. Lỗi việt vị.
Còn nữa thì có thể thấy là với 4 mục tiêu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung đề ra với đội chủ nhà, chúng ta đã hoàn thành. Điều quan trọng nhất đó là có bàn thắng vào lưới của Australia. Và Huỳnh Như là người đã thực hiện được điều đó. Sau bàn thắng của Huỳnh Như thì cũng đã có không ít cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Một hiệp đấu mà chúng ta có được sự cân bằng với đối phương. Cũng cần phải nói rằng là Australia phần nào đó cũng chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Nhưng đây là một hiệp đấu mà về mặt đấu pháp và sự nỗ lực của các cầu thủ thì đội tuyển Việt Nam xứng đáng được nhận những lời ngợi khen. Hàng phòng ngự thủ môn Kim Thanh có những phản xạ xuất sắc. Trung vệ Lương Thị Thu Tương thể hiện được khả năng phán đoán tốt của mình. Ở phía trên thì Huỳnh Như hết sức nhạy cảm với pha ghi bàn từ khoảng cách phải 30m. Thời gian đá bù giờ đã hết. Và tiếng còi của trọng tài Thiên Thiên đã cất lên. Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, trận đấu lượt về vòng playoff tham dự Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Australia. Như vậy là tổng tỷ số xoay lượt trận là 7-1 nghiêng về đội bóng xứ sở chuột túi. Nhưng đây là một trận đấu mà tất cả những mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam đều đã đạt được. Chúng ta đã có bàn thắng vào lưới của Australia với pha lập công của Huỳnh Như mang lại nụ cười cho rất nhiều người vào thời điểm này. Một ngày thi đấu thực sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh với hàng loạt những tình huống phản xạ xuất thần. Và như thế là đủ để chúng ta có thể hướng tới tương lai dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt nhưng chúng ta đã có một trận đấu lượt về thành công. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tổng toàn trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Australia xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.